Hello dòng người, chào quay trở lại với Pokemon Mirror. Chúng ta tiếp tục với cái game nửa kinh dị nửa không này. Ok, một cái giếng. Và chỉ sao mình rơi xuống cái giếng này được. Thật là thần kỳ. Sao mình rơi xuống đây được nhỉ? Quá sở hư cấu. Mặt mày nhìn ghê quá. Ok, chúng ta đang... Tôi đang ở đâu? Tao còn chả biết mày đang ở đâu. Mày có quyền được biết mày đang ở đâu à? Đùa ấy, thực ra nó có quyền được biết. Nó chỉ có mất trí nhớ thôi. Không nhìn thấy gì cả vì ánh sáng chói lóa quá. Gì đây? Cái gì đấy? Mày không biết gì mày chui tọt rồi đấy rồi đó. Lại qua một không gian khác à? Ôi mẹ ơi. Tất nhiên rồi, nhạc nó phải kinh dị lên chứ. Gì cái chuyện? Hello. Bây giờ mày nhìn thấy được phản chiếu mày rồi đấy. Hay không chưa? Mình không chạy được. Mình giữ ship nó không chạy. Tức là... Oh, giật này. Mình giữ ship nó không chạy. Sâu kìa. Ok, đừng có gì dọa tao. Đừng có gì nhảy ra từ gương. Làm ơn. Nhiều gương thế. Đừng nhảy ra từ gương bất kỳ một cái gì nhá. Em xin. Em xin bất kỳ con ma, các anh, các chị, dòng họ, tổ tiên, các... What the fuck is... Có nghe tiếng cười không? Có một bóng ma đi ở trong gương. Mình thề nó sẽ nhảy ra nó vồ mình. Mình thề luôn đi. Nó sẽ nhảy ra nó vồ mình. Không phải lúc này, cũng lúc khác. Trời cái gì đây? Làm ơn. Tim người ta đã bé rồi, gan người ta không to rồi. Làm ơn. Đừng dọa nữa. Không cho ship chạy luôn cơ. Nạn gì vậy? Hả? Gì đây? What the fuck is that? Tôi không thích nơi này. Mày nghĩ tao thích à? Mày nghĩ tao thích nơi này chẳng lắm à? Hả? Tôi đoán có sai đâu. Thế nào phải có ma mà. Chào chị ma. Chị nhìn đẹp quá. Mặt chị to vách cả lồn, trắng như là thằng trắng mẹ. Đừng, ôi chạy được rồi, chạy được rồi, chạy được rồi, chạy được và nó đuổi, chạy được và nó đuổi, chạy được và nó đuổi. Ui rồi ôi, sao lại chơi cái trò ảo giác nữa hả? Chơi cả trò ảo giác nữa tôi chịu. Gì ấy? Hả? What? Tôi có trò ảo giác nữa sao tôi chơi được? Hả? Chị gì đây, sao lại hai đứa? À sao lại đằng này rồi? Gì đây, bốn năm thằng nữa. Gì đây ảo giác? Thôi làm ơn, làm ơn. 4, 6, 7, 8, 9. Chui lên đường gương kìa. 9, 10, 11, 13, 15. 9, 9, 100 triệu. Tỷ, vạn. Tỷ, tỷ. Tỷ, tỷ, vạn. Tỷ, 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 tỷ. Các kiểu. Ôi dồi, làm ơn. Thôi mà đừng. Mình chết à? Gì gì? Quý cô. Quý cô làm ơn hãy tỉnh dậy. Ok, chào chị, em, cô, bạn, cô có ổn không? Tất nhiên tao đách ổn rồi. Tao vừa bị một đống con ma đuổi theo. Và những ký ức đầy đau khổ. Những ký ức đầy đau khổ của tao. Cô là ai? Là cô hãy cẩn thận. Cô không nên là làm những bước bước đi không bất cần. Là ơi, thôi không cần sợ hãi đâu. Tôi ở đây để giúp cô. Cô là ai? Ôi, tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân. Tôi là Hát Pape. Hape, pe, ok. Hape, tôi, không nó ổn thôi mà. Tôi hiểu nếu mà cô vẫn sợ như gì, tại vì những gì đã xảy ra. Nhưng là hãy tin tôi là tôi đang ở đây để giúp cô. Tao không tin mày. Tao không tin bất kỳ ai trong game này nữa, nhá. Tao không tin bất kỳ một con nào trong game này. Nó rất là ổn thôi để tin tôi quý cô. Không, tao đích có tin. Phải làm như tao tin mày. Chuyện gì vậy? Ai là kẻ người vừa đuổi tôi lúc ở bên dưới nhà vậy? Cô đấy chỉ là một đứa trẻ bị bệnh thôi. Cô không nên, cô không, cô ấy không nên được tin tưởng với cái cô. Intention rather harmful. Có vẻ như chấn động tinh thần các kiểu ấy. Là hay là nghe quý cô, tôi sẽ bảo vệ cô từ bất kỳ sự tổn thương nào. Cô sẽ an toàn với tôi có thể hứa điều đó.
quý cô HP. Ôi làm ơn, hãy gọi tôi chỉ là HP đi. À, hãy đi vào bây giờ thôi, quý cô gái của tôi nghĩ là cô đã mệt rồi và cũng khát nước nữa. Hãy uống một vài tách trà nóng nhé. Tất nhiên rồi, mà mày không đánh mê tao với trà chứ. Cô vẫn thực sự rất là khỏe đúng không? Tôi xin lỗi, tôi chỉ không thể làm mình bình tĩnh được. Tất cả sẽ ổn thôi quý cô. Tôi chắc chắn là cô sẽ ổn mà. Bây giờ hãy đi thôi, một nơi ở đó mà thoải mái hơn. Cảm ơn cô, cảm ơn quý cô HP. Ý tôi là HP. Đừng có ép cưỡng ép bản thân quá. Hãy đi vào bên trong thôi. Tự nhiên ở một cái nơi mình đếch biết mà cuối cùng phải đi theo một con mình cũng đếch biết là ai luôn. Sau đó bảo nó bảo vệ mình. Quá chưa chơi chơi xuống à? Làm ơn hãy lấy một chỗ ngồi đi. Nhảm lồng. nhìn thoải mái nhỉ. Gì đây? Nó quá tối để đọc. Ok. Có anh đeo pumpkin charm không? Hello. Đây là một số chuyện về những cuộc phiêu lưu à? Ok, happy. Thì còn ok. Chúng ta sẽ... Pumpkin charm. Gì đây? Ok. Pumpkin charm. Ngọt. Ngon. Thật là tuyệt vời. Sếp nữa. Có gì ngon hơn đâu. Ok, xếp vào đây à. Bây giờ mình sẽ chết xỉ xếp ở một ô thôi. Còn khi nào có chuyện gì bất biến xảy ra mình sẽ xếp ở ô thứ hai. Ở đây có một thứ được viết trong tiếng Pháp. Paravon gì cái bách nguồn tàng. What the fuck. Đó là một trong số những yêu mảnh ghép yêu thích của tôi. Nó nghĩa là gì? Paravon for the princess. What? Đó là một điệu nhảy cho nàng công chúa chết đó. Ok, có lẽ mình sẽ ngồi xuống đây và uống một tách trà với là cô đấy. Tôi đã chờ cô trong một khoảng thời gian dài, thưa quý cô. Cô đã ư? Đúng vậy, tôi đã. Kìa, khi mà tôi biết là đây nghe nó rất là kỳ lạ. Chúng ta chưa bao giờ gặp trước đây đúng không? Không, không giống như thế này. Cô nghĩ là cô thể nghĩ tôi là một trong số những người canh gác thiên thần, thưa quý cô. Tôi sẽ luôn luôn ở đây để bảo vệ cô. Tao đếch tin. Tôi vẫn có quá nhiều câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng để đưa cô những câu trả lời mà tôi biết. Vậy thì tôi là con đáy, tôi là con nào? Tôi không biết tôi là ai. Tôi biết, tôi thấy. Nếu mà cô thực sự biết tôi thì cô có thể nói cho tôi biết là tôi là ai không? Tôi thực sự sợ tôi không thể nói điều đó quý cô. Tại vì tại sao cô thấy đấy? Nó thực sự là một câu hỏi cá nhân, thưa quý cô của tôi. Nhưng tôi cần phải biết. Tôi có thể chắc chắn là cô sẽ tìm được nó sớm thôi. Hãy nghe quý cô, không giống như là tôi không muốn giúp đỡ cô đâu. Dù là chơi nữa, cô cũng chỉ là một trong số những người phải tìm ra câu trả lời cho đáp án đấy. Hơn nữa, tôi đã từng nói tôi biết cô nhưng thực ra chưa từng gặp trước đây đâu. Happy, gì vậy sao? Không, không gì đâu. Cô nói đúng. Đây là một thứ gì đó tôi cần phải tìm bằng bản thân mình. Tôi xin lỗi bởi vì những việc sớm hơn. Nó ổn thôi thưa quý cô. Tôi hiểu mà cô có thể cảm thấy rất là kỳ lạ mà. Ok, và tôi sẽ tin tưởng là cô sẽ tìm ra đáp án cho tất cả câu hỏi của cô. Cảm ơn. Cảm ơn rất hai. Mặc dù từ đầu game đến giờ mình chưa gặp một gợi ý nào đi đến màn ba rồi. Cô cuối cùng đã cười rồi. Cảm ơn cô. Nó là một cái khuôn mặt mà tôi nó hợp với cô nhất thưa quý cô. Tôi ước không gì gì hơn là sự hạnh phúc của cô. Và tôi tất cả sẽ làm những gì trong tầm tay để có thể giữ lấy được nụ cười của cô. Cảm ơn Hapai, tao đếch tin lần thứ ba. Mày làm như tao tin đấy. Tin mày bao nhiêu đứa rồi tao tao bị giết rồi bọn nó. Tôi cần một thứ nữa để hỏi cô. Nó chính là nó có ổn với cô không? Hãy gọi hãy đi hỏi đi. Cô biết một người con gái tên là Fleta. Fleta. Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa quý cô. Kể khi mà nó nghe rất là quen thuộc, tôi thấy có chuyện gì xảy ra à? Không. Tôi chỉ tự hỏi một cô mới bao giờ nghe về cô đấy thôi. Đó là tất cả. Tiếng chuông. Alo. Tiếng chuông. Ôi, có vẻ như là thời gian đã bay xe đã rất là nhanh khi mà cô đến đúng không? Đúng vậy. Cô nên uống trà trước khi nó nguội đi. Don't drink the tea, I don't need shit. Mày bỏ thuốc mê vào đây tao chết à? Vậy à?
Tôi thực sự thì đã cố gắng để đưa tách trà đấy cho cô mà. Làm ơn hãy đừng có làm một cái vẻ mặt mà không khó chịu thế thôi cô. Nó ổn thôi, tôi không buồn đâu. Tôi chỉ hy vọng là trà sẽ giúp và sẽ hợp với khẩu vị của cô. Nếu trong trường hợp đó tôi sẽ đỡ uống đấy. Không cần phải cố ép bản thân xuống cái cô. Ồ không, tôi hiểu mà. Cảm ơn. Ô tôi gần như quên mất. Mày. What? What? Sao lại ho? Tất cả mọi thứ ổn chứ? Có một chuyện gì vậy? Có thứ gì đó trong trà. Ý cô là sao? Có thứ gì đó trong cái tách trà. Tôi thấy. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi thưa quý cô. Không, nó ổn thôi à. Vì nó chỉ là hơi bị khó uống. Tôi thực sự xin lỗi quý cô của tôi. Không cần phải làm gì đó cho tôi đâu. Thực sự là không tệ mà như tôi. Trà cô thực sự rất là ngon. Cảm ơn thưa quý cô. Tôi cần phải chuẩn bị một thứ gì khác cho cô. À vậy cô không cần phải làm thế đâu. Đúng vậy, tôi phải làm thế là quý cô. Hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Nó phải được chúc mừng. Gì vậy? Một người lạ đến nhà mày chơi mày phải chúc mừng á? What the fuck? Tôi làm này đó, tôi làm này cho cô để quý cô. Oh, nó tặng mình áo luôn này. Thật là ngọt ngào. Tôi hy vọng cô thích điều đó. Cái này thật là đẹp vì thưa Happy. Nó thực sự ổn cho tôi chứ tất nhiên rồi. Tôi làm nó bởi bản thân đấy chỉ để cô thôi. Nó đến đây lần đầu sao mày biết được này làm cho nó? Cảm ơn cô rất nhiều Happy. Cô được rồi, cô luôn được chào đón thật kỳ cô. Chào đón kiểu này tao cũng không muốn đâu. Nó rất là vừa với cô đó, tôi thật là mừng. Nó cũng thật là thoải mái nữa. Wow, nhìn con này trong đồng phục học sinh nhìn cũng đẹp phết đấy chứ. Cảm ơn cô rất nhiều Happy. Cô có thể dừng cảm ơn cho tôi được rồi đấy thưa quý cô. Ô, cảm ơn. Tôi sẽ chăm sóc nó. Cảm ơn thưa quý cô. Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ nên làm thêm trà. Và tôi nghĩ là cô khát nữa rồi. Ô, thôi không, tôi ổn. Ồ, để tôi cứ làm. Ok, con này sẽ quay trở lại sớm và mình nên đọc một sách. Mình nên xếp ở ổ 2 vì mình vừa có lựa chọn mà. Mà đã xảy ra lựa chọn thì mình phải xếp ở một chỗ nào đó khác. Ok. Đi ra ngoài đi. Should wait here for apply. Gì xảy ra? Tức là nó không cho mình ra, tức là điều gì đó xảy ra trong này. Mình không nghĩ là có gì xảy ra được. Đó là cái chính. Thế. Có gì để làm không? Nó quá tối để đọc. Thế mày không biết là mang ở chỗ ra mang cuốn sách đấy là chỗ sáng để đọc à? Nên chờ ở đây cho Happy á. Làm gì? Tiếng gì vậy? Nó quá tối để đọc. Quá tối để đọc thì phải làm gì? What the fuck? Gì đấy? Save. Có tiếng vỡ, có tiếng vỡ, có tiếng vỡ. Không ổn. Có điều gì không? Ok. Có vẻ như bên ngoài không có gì cả. Thực ra thì mình nghĩ là mình quay trở lại đi em ạ. Nó tự ngồi vào cho mình luôn cơ mà. Cô ấy đã đi một khoảng thời gian rồi. Nó thực là ấm á. Thôi đừng mà mày đừng có ngủ. Nó rất là ấm trong căn phòng này. Tôi cảm thấy buồn ngủ. Ôi thật bên ngoài mà. Chưa hôm nay xảy ra quá nhiều rồi. Mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết để chuyện này có thể xảy ra. Ồ, một loài động vật thật là đáng thương làm sao. Vâng, đây là bộ mặt thứ hai của chị ấy. Đừng có lo lắng cô gái tôi, cô sẽ được an toàn từ bây giờ. Tôi sẽ quan tâm tới cô mà. Bù, mày chết rồi, hạnh phúc chưa? Game over. Oh shit. Game over. Fuck off. Đùa tao đấy à? Cái lồng bàn nhà mày ấy game mà. Này không cho tao lốt đi cơ mà. Bắt tao phải chế màn hình chính rồi mới được lốt.
Nhảm. Tức là mình không được quay trở lại phòng phòng đấy, không được chờ con này, và con này có nhân vật hai mặt nó sẽ làm mình game over. Ok, dễ hiểu. Để ai cũng hiểu rồi đúng không? Lấy tầng và bị dọa dô là úi dồi ôi, nhà đầy mạng nhện này. Mình không muốn bị jump scare. Jump scare thì làm mình đái ra quần mất. Úi dồi ôi. Nhà cao tầng thế. Sao đi chậm thế? Bị đỡ shit rồi. Nhìn cũng có vẻ đẹp đấy. Có vẻ biệt thự ấy khá là to. Nếu mà nó không tối. Bắt đi vào đây được. Quá. Hello. Gì không? Đừng có đùa. Happy. Cha nhìn thấy đi. Tôi đã vẽ này. Con vẽ này cho bố đây. Bố có thích không? Tất nhiên rồi. Bây giờ anh nghe đi. Cô gái của con gái của ta. Con còn nhớ những gì mà ta nói vào sáng nay không? Vâng thưa cha. Có phải chắc chắn là... Vâng thưa cha. Ok gì ấy. Có ai đó ở đây nữa ư? Có ai ở đây không? Ok, có một cô gái đang khóc ở trong đấy. Có gì không? Nó thật là tối ở bên ngoài. Sếp. Ok, sếp với nhau. Chúng ta đã được sếp. Ok. Và mình nghe tiếng re vãi nồi ra. Không phải biết là do game hay là do gì nữa. Game ơi, mày đừng dọa tao thế. Ok. Phía dưới là gì không? Có giờ ổ khóa. Đâu? What the fuck is that? Oh shit, mẹ tôi ơi. Con mạ. Chúng tôi không nên đến quá gần. Bye bye. Con mạ, bạn. Bạn dọa tôi thế à? Tôi chỉ là một con bé đi qua đường thôi mà bạn lại phải dọa tôi một cách đau hết cả chim thế. Ôi, con mạ nó. Hello, một cái nến màu xanh, một con này. Ok, chúng ta vào trong thư viện nào. Chắc thế. Thư viện. Có một cái cuốn nhật ký về cuộc hành trình. Mình nghĩ mình không nên đọc nữa. Mình không thích một cái nơi như này thế nào gì ấy. Sẽ gần là nơi gì mà mẹ hãy biết gì tôi là chụp được. Mày một con bé bị bạo lực học đường. Một cái bức thư rất là dài và mình cũng đếch muốn đọc nữa. Sao mình có quay lại đọc chứ nhỉ? Mình tưởng có gì đó xảy ra nữa. Gì không? Đây là gì? Welcome on Silver Moon, fair silent copy of the night. You flee, no they not stay friend of the thought. Mình thấy cái này gần như ở trong cái tập nào cũng sẽ xuất hiện. Chapter nào cái này nó cũng xuất hiện. Ôi giời. Đồng hồ khắp mọi nơi. Trong này không có sếp. Chỉ biết sếp bên ngoài. Từ mình chết trong này mình phải làm tất cả những gì đó xảy ra. What the fuck? Có tiếng suýt. Bỏ tai nghe á. Có tiếng suýt. Cái gì vậy? Bỏ tai nghe. Tức là mình không được chạy trong thư viện như gì. Được rồi, không chạy thì không chạy. Được chưa? Tao sẽ không chạy. Làm ơn. Tha tao. Gì đấy, đồng hồ. Được pumpkin charm. Ôi dồi ôi. Sao phải dọa người thế hả bạn? Đều là con người với nhau mà. Con người với nhau phải dọa nhau thế à? Bỏ tai nghe đây. Không chịu được nữa. Anh ơi. Cái nhạc của nó cái gì á mi? Mình bỏ tai nghe rồi đấy. Tiếng gì xảy ra chỉ các bạn biết thôi, mình không biết đâu. Thôi đùa đeo lại đây. Ok, mình không nên quan tâm đến mấy vấn đề nào.
Tôi cảm thấy sợ vãi nồi rồi. Tiếng đồng hồ như nhanh hơn đúng không? Tiếng đồng hồ nhanh hơn tức là không ổn. What the fuck? Gì đấy? Wax all record. Wax all record 1 of 5. Tức là có 5 cái này à? 5 cái nữa mình phải thu thập cả 5. Tất nhiên phải khó thế rồi. Gì chuyện dễ được. Tiến hồ ngày nhanh hơn thì phải. Bỏ tai nghe đây. Bao giờ ra ngoài chỗ này mình mới cho tai nghe tiếp vào. Không thể tin được. Mình không thể chịu được cái tiếng này luôn ấy. Tiếng nó kinh dị hơn là game chơi ấy. Holy shit. Chỉ người chơi hiểu được cảm giác khi mình nghe tiếng các bạn ạ. Các bạn có thử cố gắng đến mấy các bạn không đọc được. Có rất là nhiều cuốn sách nhàm chán ở trong. Cái gì đấy? Quác. Cái gì đây? Một bức ảnh. Ba đứa con gái, một người đàn ông. What? Sao lại có mình ở trong bức ảnh? Ui, con này trong bức ảnh á? Tóc con này thế này cơ mà. What? Không ổn. Nghe tiếng chuông. Mình bỏ tụi mình đã đeo lại tai nghe rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiếng chuông. Gì đây? Mình không nhặt được cái này. Tiếng chuông ngân vang. Rồi sao? Mình không nên đọc lần nữa đâu. Ok, có vẻ xong hết rồi đấy. Mình check cả thư viện này rồi. Chắc không còn gì còn chưa check đâu. Không còn gì chưa check đâu, ra ngoài đi. Ra ngoài xếp cái đã, còn lại nếu mà thiếu gì vào lại check sau. Holy shit, đau hết cả tim. Xếp. Đây. Đi lại chỗ này à? Hello. What? Có ai đó đấy à? Ừ. Làm ơn tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi đang nghe một tiếng kia lạ ở bên ngoài. Tôi cần phải kiểm tra người bố của tôi. Tôi cần cô lấy chìa khóa trong căn phòng cho tôi. Được thôi. Nó đang ở đâu? Hãy giải cái câu đố này và cô sẽ tìm thấy nó. Hãy nghe kỹ bởi vì cô sẽ không được nhắc lại đâu. Looking in the shadow, lost in dismay, looking in awaiting of the life day, at down, service away, you by non so you might advise. Tôi không hiểu, cô phải nhanh lên, bây giờ đi thôi. Nếu mà theo như nó bảo thì mình cứ đi theo đường này. Sẽ nghe một cái tiếng quạ. Sau đó rẽ sang bên này. Sau đi tiếp thẳng. Cho đến khi nghe tiếng của nghe tiếng cửa đóng và tiếng chuông. À không, nghe tiếng cửa đóng tiếng chó. Đi thẳng lên tiếp. Đến đây. Nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông kỹ một lần. Sau đó thì sẽ phải nghe tiếng cửa đóng và tiếng chuông một lần nữa. Không được đi một hướng nào khác. Ok. Và chúng ta đi ở bên này. Có thứ gì ở bên dưới. Ok, mình giải được câu đố ở đây phải không? Ôi, Rashiki. Oh my god. Thế giờ cứ làm theo đúng những gì nó hướng dẫn mình sẽ giải được cái mà. Oh my god. Quan trọng là phải ngồi hack á. Ok, đưa con đấy nào. Hello bạn. Chúng ta cùng nhau. Tôi tìm được chìa khóa rồi. Đàm ơi, được rồi, tuyệt vời, bây giờ hãy mở cái cửa đi. What? Ok. Có vẻ khá là không ổn. Dù mình không biết là không ổn ở đâu. Vào đây em nào. Ew. Click gì đấy?
Đố. Đây là đền thờ con này à? Ok, nó màu đỏ dần. Quái gì vậy? Mình nhận được một cái Owak Record và nhận. Ui dồi, cái gì đấy? Sao mặt của con này bị vẽ bậy lên thế? Cái gì vậy? Tiếng gõ cửa. Bye bye. Bye bye, tiếng gõ cửa thôi, tao không quan tâm đấy nhá, tại vì mày. Mẹ sống một cuộc sống rất tốt. Và tao không muốn sống tốt hơn mày đâu. Chỗ cửa đóng, close the door. Bên này có gì không? Ý mình là chỗ cánh cửa trên này. Tôi không nghe thứ gì từ căn phòng này, ok. À, tới lúc chuyển sang bên kia rồi. Tí. Mình kiểm tra đã. Oh, it got one of five. Hai của hai trong năm cái. Tức là mình đã có một trong là hai cái rồi, mình phải thu thập đủ năm cái. Ok. Tao sẽ làm như bọn mày bảo, đừng có khiến tao nhá. Bên ngoài này. Ê, bà kim cham ngon. Lọ hoa này, bà kim cham không? Ok, bà kim cham. Mình có biết thu thập này điểm gì, nhưng mà cũng thu thập đầy đủ để cho lành ấy. Nếu mà sau này nó lại mở ra cái gì đó. Cái gì ấy? Cô ở đây không phải lo lắng đâu. Về gia đình của cô làm sao? Nó không, nó chỉ ở hơi một vấn đề khác thôi. Không có thứ gì nào xảy ra chúng ta đâu, cô gái của tôi. Về con gái của anh làm sao? Con gái của tôi không phải lo. Tại sao mà cô ấy phải chịu đựng điều này ư? Tôi chắc chắn sẽ quan tâm về vấn đề đó nữa. Về nhanh lên. Không thứ gì đâu phải lo lắng tương lai đâu. Đúng là một cái cuộc hội thoại không thoải mái tí nào. What the fuck? Ok. Có những người, có một số người trong đấy. Tao không quan tâm quá trong đấy à, tao chỉ quan tâm là chuyện gì đã xảy ra thôi. Ok, nó bảo có người trong đấy nhưng nãy giờ mình chả thấy ai cả, kể con mình cứu rồi mình cũng chả biết nó là ai. Xếp cái. Đã xếp. Bây giờ tôi đi tiếp, tôi không quan tâm đến việc bọn mày đánh nhau hay là làm cái ma quỷ gì cả. Gì đấy? What have you told me? Tôi đã nói, ta nói với ngươi việc gì về việc mà rời khỏi căn phòng vào giữa buổi tối. Con xin lỗi thưa cha. Hai cha con nhà đấy đây. Đây là lần cuối cùng cô không nghe lời con, có quyền được không được nghe lời ta. Bây giờ hãy vào căn phòng con là không được ra khỏi cho đến khi ta bảo con ra khỏi, hiểu chưa? Vâng thưa cha. Tiếng khóc rồi. Cô gái đáng thương. Một cái căn lọ bị phá vỡ. Gì đấy? Anh đi chàm. Ok. Anh đi chàm. Khổ cái con bé bị cha mắng kia vậy. Nó khóc mấy lần rồi. Nhưng mà sao người cha nào độc ác thế? Hello, chào chị. Thôi thì cứ liều ăn nhiều với cả con đấy đi. Em đã ở đâu? Hãy vai tôi. Chị đã tìm mọi nơi để tìm. Chị đã tìm mọi nơi để tìm em đấy. Em xin lỗi. Em chỉ nghe một tiếng lạ và đã đi. Một tiếng lạ đúng vậy. Em không, chị không nghe thấy ư? Không, chị không nghe thấy nó. Quan trọng hơn, em có ổn không? Em có bị đau ở chỗ nào không? Không, em ổn mà. Đúng là một sự giải thoát. Bây giờ thì em không đi xung quanh bởi bản thân nhá. Không, không có những gì cả đâu, cô. Căn biệt thự này rất là nguy hiểm, tại vì nó rất là cũ rồi. Em có thể bị đau nếu mà em đi xung quanh bất cẩn đấy. Em xin lỗi thưa AP. Đã ổn thôi thưa cô. Chị rất là hạnh phúc vì em đã ổn. Em đã an toàn. Em xin lỗi AP. Em chỉ rất lo lắng bởi vì chị. Lo lắng về chị ư? Bởi vì cái tiền nó thực sự là quá lớn. Và em, chị đã, chị. Ôi không, ổn, nó không có gì đâu. Em chỉ nghĩ chị đã bị đau thôi. Không phải lo lắng về chị đâu thưa em. Nhưng cảm ơn em. Bây giờ thì hãy vào trong một lần thôi. Và em nghĩ, chị nghĩ là em đang thấy mệt rồi. Ok, vào trong thôi. Hãy đưa chị tay của em và chúng ta sẽ không bị lạc được thôi. Hello, sao màn hình tối đi thế? Tiếng bước chân. Tiếng mở cửa. Hapai, em không thể. Hello, em không thể làm sao? Hapai, vâng. Tại sao nó thực là tối trong này vậy? Ô, chị xin lỗi.
Nó không có đèn ở trong cái căn phòng này và nó thực sự khá là tối. Chị biết đường đi mà, không phải lo lắng đâu. Em thấy ổn thôi mà. Đừng, con này lừa mày vào trong căn phòng đó rồi nhốt mày như là con Fleta đấy. Chắc thế. Ôi dồi ôi. Chúng ta đến nơi rồi, thưa quý, thưa em. Em không nên thưa đâu. Ok, có vẻ căn phòng khá là không tệ. Em có cảm thấy ổn không thưa? Em có cảm thấy ổn không? Đầu em rất là đau. Em chắc chắn đã rất mệt rồi. Vâng, khi em sẽ cố gắng vượt, nó sẽ vượt qua thôi, không phải là nó hợp vai. Hay nói chị, nếu mà nó không, em chị có thể làm cho em một số vài tách trà. Cảm ơn chị HP. Được rồi, đến đi, về sẽ nói chuyện đi. Chúng ta sẽ nói chuyện khi mà ngồi xuống. Anh đã ở đâu suốt khoảng thời gian này thưa quý cô? Ô em, nói sự thật đi. Em đã đi xuống tầng ở bên dưới nơi mà chúng ta đang ở. Có vẻ như tiếng động nó đi từ phía đấy và em không nên rời ra khỏi đây thưa quý cô em. Không, nó ổn thôi. Chị không buồn đâu, chị chỉ lo lắng về em thôi. Em không phải làm cái khuôn mặt đấy đâu thưa. Em xin lỗi HP. Em không phải xin lỗi vì đã lấy quá nhiều thời gian để quay trở lại. Được sao, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta ở trong một căn phòng gì đó. Chị rất là vừa vui mừng vì em đã an toàn. Kể vậy em nhìn có vẻ là hơi bị mất mệt. Em cần phải hỏi chị một vài thứ HP. Được rồi, hãy gọi đi. Chị là người duy nhất trong căn phòng này à? Ý em là ý chị là sao? Ừ, em xin lỗi. Em không có ý làm chị sợ, nhưng mà em đã nghe một vài tiếng ở tầng dưới. Tiếng ư? Đúng vậy. Chị xin lỗi, nhưng mà không có ai ở trong căn phòng này ngoại trừ hai chúng ta đâu. À, không ai ở trong căn biệt thự này ngoại trừ hai chúng ta. Em, chị có chắc chắn không? Chắc chắn. Vậy chắc là trí tưởng tượng của em. Chị chắc chắn đấy. Chị chắc vậy. Ồ, em thấy có vẻ chị đã đúng. Em thực sự đã rất mệt rồi quý cô. Cô gái của tôi, cô gái của chị. Còn em nên nghỉ một lúc đi. Chị có một vài quý khách ở chỗ khác. Có sếp ở đây không? Chuyện gì vậy? Có một cái thứ bẩn ở trên. Ok, mất một cái cúc. Ok, mình nghĩ mình đi theo con này. Ok, đi ra ngoài nào. Hiểu sếp không? Không nói đùa đấy, con hiểu sếp không? Không sếp sao mình sống? Ok, văn kinh trang. Có sếp không? Phải có sếp thì mình mới làm được quyết định. Không đùa đâu. Không sếp à? Đùa vậy. Kintra. Ok, băng Kintra. Sếp không? Văn phòng này sếp không? Cả một cái web deck này. Chuyện cái này có nghĩa là gì? Mày không biết nào riêng gì cho hiểu tâm là có save hay không. Hello, anh đi save here. Ok, không có save. Ok, mình nên đi theo con đấy. Ok, chị ơi, rồi em đi theo chị đây. Chị ơi, chị, em đang đi theo chị ơi. Đuổi gần kịp chị rồi. Và mình đang ở chỗ nào đây? Hello. Ok, một ngọn đèn hải đăng. Một ngọn đèn hải đăng à? Nó không cho mình xét nên mình hơi sợ về lựa chọn này của mình đấy. Vì không cẩn thận nó sẽ dẫn tới bad end không hề ổn tí nào rồi ấy. Ok, mình đã đi một nơi khá là tăm tối. Chào chị khỏe không? Happy. Chị xin lỗi quý người cô gái của chị. Chị đã có vẻ đi hơi xa rồi em. Ông không, nó ổn thôi. Em chỉ là tự hỏi chị đã đi đâu thôi. Chị thấy nó là nó không phải lý do để chị lo lắng cho em. HP, chúng ta ở đâu đây? Hay nói chị đi ghi.
Hello chị, chuyện gì vậy? Em còn nhờ cô khỏi váy được không? Không, chị thấy. Vậy thôi, hãy ngồi đi. Không ổn. Mình có cảm giác không ổn đâu ấy. Rất là không ổn. Mình thấy lựa chọn này sai lầm rồi. Hapai. Vâng. Có vẻ như... Có phải là cái váy này là một thứ gì đó em nên nhận ra không? Không, nó không hẳn là như vậy. Chị nên hỏi em bởi vì khỏi là sự tò mò thôi, không có gì khác. Nhưng mà nếu em chỉ hỏi thế vậy thì chị em vâng nó sẽ ổn đấy, có nó có ổn không nếu chị muốn chải tóc cho em, tóc của em? Ừ, nó có vẻ như là chị đã muốn làm điều này một khoảng thời gian rồi. Được thôi, tất nhiên rồi, chị có thể. Cảm ơn em gái của chị, người em con gái của tôi, chị rất là trân trọng điều đó. Vậy thôi, vậy thì chị có thể, em có thể lấy cho chị cái chải tóc được không? Được thôi. Ồ, chải tóc màu vàng ấy, nhìn quen nhỉ? Giống hệt mấy cái đùm màu vàng kia. Nó cảm thấy rất tuyệt vời. Cái này thực sự là của chị ư? Ừ, đúng vậy đấy. Nó một cái thứ mà chị đã gửi cho chị từ một món quà từ gia đình. Chị thấy, em thấy. Nó này rất là một cái với chị, như em cảm thấy nó từng nhìn thấy trước đây rồi ở một nơi ở đó. Có thể như là ký ức của em nó dần quay trở lại. Happy. Vâng, có chuyện gì vậy qua cho tôi? Làm ơn chị có thể nói cho em một chút về bản thân mình được không? Chị có thể nói cho em bất kỳ gì mà chị biết. Thực sự nó không quá nhiều đâu, nó có thể làm cho em bị mất đi tinh thần. Ý em là em xin lỗi. Ồ, không, đừng có xin lỗi mà. Chị hiểu, em cần phải biết. Chị hiểu em điều em cần phải biết. Nhưng mà em nên sử dụng chính bàn tay mình và tìm đi điều đó. À, em thực xin lỗi Hapai. Không cần phải lo lắng đâu, thưa chưa quý cô. Hãy ngồi xuống và để bàn tay lên cái thành. Ok, này nó được chải tóc. Đúng rồi, chỉ như vậy thôi. Chúng ta không muốn cái bộ tóc xinh đẹp của em bị hỏng đâu nhỉ. Cảm ơn chị Epe vì đã làm tóc em nó thoải mái hơn. Không cần phải cảm ơn chị đâu, cảm ơn chị đâu. Vì chị là người đã hỏi em nếu mà chúng ta đi đến nơi này đầu tiên. Càng ngày càng nhiều gương. Và cảm giác không ổn ở trong mình lại càng ngày cảm giác. Đây là một cái bản năng nó đã đúc kết ở trong cơ thể mình khi mình biết là cái gì là không ổn rồi. Ở đây mình sẽ không được chạy đi đâu cả. Ý chị là sao? Em cần phải tự tin hơn bản thân mình, bla 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 bla. Ok, mình thấy không ổn rồi. Đã tới lúc đã sẽ dừng đi ép cứ ép bản thân rồi, coi thôi. Không cần phải cố gắng nữa, không cần phải nghi ngờ nữa. Không ổn tí nào. Một tấn gương. Thôi xong rồi. Hello, xin chào mọi người. Và lúc ấy game mình có vẻ vừa bị crash. Không hiểu sao luôn. Cứ định lúc nãy nó vừa bị crash xong ấy. Lạ đấy, nhưng thôi cứ tiếp tục nào. Ok, có vẻ mình phải tua đến cái đoạn có duty. Mình chạy lại sự chỗ này đấy. Ok. Mình cũng muốn biết là cái chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Mình muốn hiểu sao. Nhưng mà mình thực sự cảm giác nó không ổn, nó rất là to. Cái cảm giác không ổn ấy, nó to vãi cả linh hồn ra. Mình biết chắc chắn đây là bắt em rồi, không thể nào sai được. Mình không có cách nào để cho tác giả. Một đống gương hiện ra. Đến đây là đoạn mình bị crash. Em phải quan tâm đến nghĩa vụ bản thân. Ok, happy. Đã kết thúc cuộc chạy trốn rồi. Đã tới lúc kết thúc mất đi bản thân trong cuộc đường của em. Và kể là chị. Chị không thứ gì, chỉ là một người bị hiểu nhầm. HP. Nhưng em khác. Em hơn cả sự những sai lầm của em. Em hơn cả những nỗi sợ của em. Em là người... Ui dồi, mắt nó đỏ, mắt nó sỏ xong rồi. Tôi xin lỗi nhưng mắt nó đỏ xong rồi. Đã tới lúc để giờ bỏ đi rồi cái cuộc ấy của chị. Em cần phải bỏ đi. Và mất đi sự điều khiển tâm trí của mình. Chị sẽ ở bên em và chị sẽ bảo vệ em. Thôi xong tôi rồi. Tôi lựa chọn ngu rồi. Trời, HP chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh, fuck. Fuck me. Em sẽ an toàn với chị. Tên nó là gì? Tên nó là gì? Gondia. Ồ, tên là Gondia à? Đợi tí. Nó bị tô màu. Đợi tí. Cố gắng dặn. Gondia. Gondia chữ G kìa. Chữ O tròn nữa. Chữ L, chữ D, chữ I à? Chữ I rồi chấm bên trên nữa. Chữ A. Tên là Gondia.
Biết tên nó rồi. Bad and high. Bị mù. Blindness. Sự mù. Chơi gậy được bad end, chết rồi mày tình như good end. Thôi cái số thế. Ok, vậy kết thúc tập này đấy. Và mình sẽ cục để tìm con đường khác. Bye bye.